Hello, xin chào tất cả quý anh chị nhà đầu tư. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh Ichimoku Việt Nam. Em là Mr. Bu này TV. Thì như thường lệ, hôm nay là cuối tuần thứ bảy, chúng ta sẽ cùng đến với cái video phân tích các cái mã cổ phiếu cũng như là tiềm năng, cơ hội đầu tư cho tất cả quý anh chị của chúng ta trong tuần sau mọi người nhá. Thì rất mong sẽ nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người với cái video ngày hôm nay. Tiêu đề của em Bu đó chính là Top 3 siêu cổ bất động sản. Bao gồm Đất Xanh, Phát Đạt và TCH. Thì mọi người có thể theo dõi video để có được những cái nhận định cũng như là những cái góc nhìn của em Bún về ba cái cổ phiếu mà em cho rằng sẽ bùng nổ trong thời gian tới mọi người nhá. Đó thì trước khi bắt đầu vào video thì rất mong tất cả quý cô chú anh chị chúng ta đang xem cái video này, mọi người để lại cho em Bún một lượt like cũng như là những cái trái tim màu tím, những cái trái tim ủng hộ ở phía bên dưới phần bình luận của video. Để có thể là tăng tương tác cũng như là tiếp thêm động lực cho em Bun. Nếu quý anh chị có bất kỳ câu hỏi hay mọi người có thắc mắc nào, quý anh chị có thể là comment xuống ngay phía bên dưới phần bình luận, hoặc là mọi người liên hệ trực tiếp cho em Bun qua số điện thoại đó là 0888 381802, em có để ở trên màn hình mọi người nhá. Hoặc là quý anh chị có thể là quét ngay vào mã Zalo trên ngón tay của em đấy ha. Đó, quét ngay vào mã QR của nhóm Zalo cộng đồng. Khi mọi người quyết xong thì chúng ta sẽ được tham gia vào Zoom Zalo cộng đồng của em Bun. Ở đó thì hiện tại em vẫn đang chia sẻ các cái chiến lược mua cổ phiếu, các cái nhận định thị trường cũng như là các cái mã cổ phiếu hot để cho quý anh chị của chúng ta có thể tham gia đầu tư. Điển hình như tuần vừa rồi thì em đã cho cả nhà nhà mình bắt đáy thành công ba cổ phiếu, bao gồm có cả Đất Xanh, có cả Phát Đạt và gồm cả các cổ phiếu chứng khoán như BVS, MBS và FTS quý anh chị. Đó là những cổ phiếu mà em đã cho quý anh chị bắt trong tuần vừa rồi. Thì ở trong tuần tới đây thì liệu chúng ta có thể là tiếp tục đón chờ vào những cái nhịp kỳ vọng tăng nữa của nhóm bất động sản hay không, thì hãy cùng em đi phân tích trong video ngày hôm nay mọi người nhá. Đó thì rất cảm ơn tất cả quý anh chị, ai mà yêu quý cũng như là muốn ủng hộ em Bun thì quý anh chị có thể là mở một cái tài khoản tại công ty chứng khoán SSI với cái ID đó chính là I610025 nhá. Đó thì mọi người sẽ ủng hộ em Bún, và khi mọi người mở tài khoản, nếu như tài khoản của mọi người có cái nạp giao dịch tối thiểu là 50 triệu đồng, quý anh chị sẽ được tham gia sử dụng app chứng khoán ITB với gói VIP 2 hoàn toàn là miễn phí mọi người nhá. Đó, để biết thêm thông tin chi tiết hay là để sử dụng app mà có thể là đăng ký thì mọi người cứ liên hệ với em Bún, số điện thoại em có để trên màn hình. Đó thì hãy cùng đi vào phân tích luôn về cái video ngày hôm nay nhá. Mà em nghĩ là sẽ có nhiều quý anh chị sẽ có những cái thông tin đáng để quý anh chị chú ý đấy. Đầu tiên thì phải nói qua về nhóm bất động sản trước quý anh chị nhá. Thì hôm vừa rồi chúng ta có một cái pha kéo của nhóm bất động sản rất là đẹp vào cuối phiên quý anh chị, vào phiên chiều của ngày hôm thứ sáu. Trước đó thì ở trong cái ngày hôm thứ ba và ngày hôm thứ tư quý anh chị nhá, ngày hôm thứ ba và ngày hôm thứ tư khi mà thị trường thứ nhất là về lấp lại cái gap 1256 cũng như là sáng thứ tư thị trường test về lại hỗ trợ 1245, thì cá nhân em Bún đã cho mọi người giải ngân các mã cổ phiếu bao gồm tập trung chính vào nhóm chứng khoán và nhóm bất động sản. Đây là những cái nhóm ngành mà em khẳng định luôn và có chia sẻ với quý anh chị rồi, đó chính là những nhóm ngành có tính đầu cơ cao, và thường khi thị trường của chúng ta có những cái nhịp test hồi phục thì đây chính là những nhóm ngành mà đem lại lợi nhuận tốt nhất cho nhà đầu tư. Thì tính trung bình ra hiện tại thì đến hôm thứ sáu quý anh chị, đến chiều hôm thứ sáu hàng về thì đa phần tất cả các nhà đầu tư đều đang có lại khoảng từ 4% cho đến 5% tùy các cái mạng mà mọi người tham gia đầu tư cùng với em Bun ha. Đó thì quý chị có thể thấy này, một loạt các cổ phiếu chứng khoán xanh, và chúng ta rất đầu có cổ phiếu đó chính là Đất Xanh quý chị nhá. Đất xanh thì em cho mọi người mua từ 14.5 đó, hoặc là NHA cũng đang tăng được 3.11%, nhưng mà NHA có một cái đó chính là nó đang ở kênh dưới mọi người nhá. Đó, em sẽ điểm qua các cái cổ phiếu mà em không khuyến nghị trước, còn các cổ phiếu mà em có khuyến nghị mọi người ở trong video ngày hôm nay thì em sẽ nói sau nhá. Ví dụ như Nam Long chẳng hạn, Nam Long thì cũng rất là ổn nhá, trạng thái thì đang tích lũy, xu hướng thì đang là không có xu hướng gì hết, nhưng sắp tới thì em kỳ vọng là Nam Long sẽ có những nhịp bứt phá quý chị. Mà tăng yếu nhất thì có một số cổ phiếu đỏ điểm thôi, ví dụ như Vinhome. Vinhome sau cái chu kỳ tăng khá là dài quý chị nhá, sau cái chu kỳ tăng khá là dài thì hiện tại đang quay về cái trạng thái tích lũy. Quý chị nào mà có muốn tham gia đầu tư Vinhome thì cái vùng giá mục tiêu hiện tại của chúng ta đang nằm ở quanh cái vùng giá là 41.5, thì nếu như có test về lại thì quý anh chị có thể là sẵn sàng tham gia mua mới nhá. Tiếp theo là cổ phiếu VIX cũng như vậy. VIX thì em đánh giá yếu hơn cả, quý anh chị nào có hàng rồi cần cân nhắc
nhá, cân nhắc là chốt lời được rồi. Riêng với câu lạc bộ ITB thì đã cho quý anh chị chốt lời còn Vingroup này ở giá 46 1/2 và đã chốt lời nốt ở vùng giá 43.13. Phần còn lại quý anh chị nhá, trung bình lãi của cổ phiếu VIX này trong câu lạc bộ ITB là khoảng 7% mọi người. Đó, đấy là kiểu app khuyến nghị đầu tư nhá mọi người nhá. Còn em Bull thì đã khuyến nghị mọi người mua còn Vingroup này ở quanh giá khoảng 41 rồi. Quý anh chị rất lâu từ đoàn trước này đã khuyến nghị mọi người mua 41 rồi nhá. Rồi tiếp theo là em sẽ điểm qua một số các cái thông tin mà có thể là ủng hộ cho nhóm bất động sản trong thời gian tới quý anh chị, trước khi đi vào phân tích cụ thể chi tiết hơn nữa về kỹ thuật thì chúng ta cần có một cái nhìn tổng quát, đúng không? Chúng ta cần có một nhìn tổng quát và cũng như là có những cái thông tin để chúng ta có thể kỳ vọng vào nhóm này ha. Thì thứ nhất, theo một cái bài báo đây có đăng ở trên trang Người Quan Sát vào ngày 11 tháng 9 quý anh chị, đó chính là cá mập đi tiền tải nhóm cổ phiếu bất động sản bao gồm với Đất Xanh, Phát Đạt, Vinhome và Nhà Từ Liêm. Bài báo này vào ngày 11 tháng 9 mà cũng đúng là cái ngày mà Novaland sàn quý anh chị nhá, cái ngày mà Novaland có tin xấu ra và đã bị sàn quý anh chị. Đó thì thống kê có thể thấy được quý anh chị là khối ngoại là mua dòng 8,7 tỷ đồng, trong đó thì tập trung nhá, tập trung mua dòng cổ phiếu là Đất Xanh nhá với gần 1,8 triệu đơn vị, 1,8 triệu cổ phiếu. Theo sau đó là Phát Đạt cũng được nhà đầu tư nước ngoài mua hơn 1,3 triệu. Và kết phiên 11 tháng 9 thì Phát Đạt còn tăng đến 1,2% nhá. 11 tháng 9 là đây là cái phiên mà cá nhân em và nhà đầu tư của mình đã mua thành công hai cổ phiếu là Phát Đạt và Đất Xanh mọi người nhá. Đó. Đây là cái giá mua Đất Xanh của em là giá 14.5, còn mua Phát Đạt là giá 20.6 quý anh chị. Đó, đây là lệnh em gửi trực tiếp cho tất cả quý anh chị nhà đầu tư khi mọi người tham gia cái Zoom cộng đồng, em có để góc trái màn hình đây, ngay trên ngón tay của em quý anh chị nhá. Đó là lệnh cái khuyến nghị cổ phiếu em đã gửi cho mọi người trực tiếp trong phiên và gửi còn trước khi cổ phiếu giảm quý anh chị, em gửi từ ngày 10 tháng 9 nhá. Thì sang đến ngày 11 thì em vẫn báo là mọi người là có thể cánh mua được nhá. Đó thì quý anh chị thấy không, dòng tiền bắt đầu chảy vào rồi. Nước ngoài đã mua Đất Xanh, mua Phát Đạt. Và nếu như quý anh chị mà có xem trong cuối phiên vừa rồi, cuối tuần vừa rồi thì Đất Xanh và Phát Đạt cũng được tiếp tục mua ha. Đất Xanh hôm đó được mua dòng lên đến 3,7 triệu cổ phiếu quý anh chị nhá. Nước ngoài mua đến 3,7 triệu cổ phiếu mà quý anh chị nhìn trong 10 phiên gần đây nhất này, có bán đâu, bán có đúng một phiên 22 tỷ mà mua dòng ngược lại, thu nhận luôn ha. Thì đây là cái tín hiệu cho thấy rất là tích cực. À, một phần nào đó cho thấy là thị trường của chúng ta có khả năng sẽ phục hồi trong thời gian tới quý anh chị. Ngoài ra nữa thì nếu như mọi người mà có theo dõi cái nhóm bất động sản ấy thì quý anh chị cũng có thể thấy được đó chính là gì, dạo gần đây nhá, nước ngoài đang mua vào rất tốt. Ví dụ kể cả các nhóm khác như Đích này, hoặc là một số nhóm như cổ phiếu như Nam Long này, TCH, nói chung là nhóm bất động sản đang được mua rất tốt quý anh chị nhá, đang được mua rất tốt. Thì tội gì mà chúng ta lại không đi theo dòng tiền. Đây em đang chỉ cho quý anh chị thấy là dòng tiền nhá. Và nếu như để mọi người mà có một cái nhìn rõ nét hơn nữa thì cái này thì nếu mà quý anh chị mà có sử dụng hay có sử dụng cái web trading, cái web giáo dịch của SSI quý anh chị nhá, thì mọi người sẽ có được những cái thông tin mà nó cụ thể hơn. Đây thì em chia sẻ cho mọi người đây nhá. Đây chính là cái biểu đồ nhịp của giáo dịch khối ngoại trong tuần vừa rồi ha, trong tuần vừa rồi. Đây là biểu đồ giao dịch của khối ngoại trong tuần vừa rồi. Thì mọi người thấy được cái gì? Trong một tuần trở lại đây, cổ phiếu nào được mua dòng nhiều nhất? Thứ nhất chúng ta có FPT. Thứ hai chúng ta có những cổ phiếu thuộc nhóm ngân hàng. Và thứ ba là đến cổ phiếu nhóm bất động sản. Thế nhưng mà quý anh chị nên nhớ này, nhóm bất động sản được mua dòng đợt này thì lại đang có một cái xu hướng, đó chính là gì? Tích lũy. Nha. Nước ngoài mua dòng rất nhiều cổ phiếu bất động sản và có rất nhiều cổ phiếu bất động sản đứng tốt mua dòng. Điển hình chúng ta thấy đó chính là có Đất Xanh và có Nam Long là hai cổ phiếu được nước ngoài mua dòng nổi trội nhất. Với tổng giá trị mua dòng Nam Long là 57 tỷ và tổng giá trị mua dòng Đất Xanh trong một tuần vừa rồi là 73 tỷ đồng nhá. Và một tuần vừa rồi thì nước ngoài cũng đã hạ nhiệt quy mô bán rồi. Họ đáng chốt lời cái nhóm Vin 30 quý anh chị, bao gồm như Masan này, MWG này, VB Bank và đặc biệt là Hòa Phát vẫn dẫn đầu đà bán dòng quý anh chị nhá. Tính trong một tháng vừa rồi thì Hòa Phát đã bán dòng 2.400 tỷ. Ở trong tuần vừa rồi thì như anh em có nhận định đó chính là cái lực bán dòng đã thấp đi. Thế nhưng nó vẫn còn duy trì quý anh chị nhá, chứ chưa hết đâu. Và nếu như quý anh chị mà nhìn trong một tháng vừa rồi thì quý anh chị thấy Đất Xanh cũng đang được mua dòng với giá trị lên đến 145 tỷ đồng.
Đây là cổ phiếu mà em đang rất chú ý mọi người nhá. Đất xanh là cũng được cổ phiếu được mua dòng đến 145 tỷ đồng và đứng đầu trong đứng thứ hai trong list danh sách cổ phiếu được mua dòng của khối ngoại. Và cổ phiếu được khối ngoại mua dòng nhiều nhất thuộc nhóm bất động sản thì đó chính là cổ phiếu TCH. Đó. Cái này mọi người phải chú ý nhá. Cái này nếu mà quý anh chị có dùng app SBI thì mọi người có thể cập nhật những cái thông tin này thì nó quá là tuyệt vời đúng không nào? Chúng ta nhìn thấy được cái dòng tiền của nhà tạo lập. Đó, chúng ta nhìn thấy được dòng tiền và em đang cho mọi người thấy là cái dấu chân của họ đang để lại ở những cổ phiếu nào. Chúng ta có TCH, chúng ta có đất xanh, chúng ta có Phát Đạt. Phát Đạt thì đang bắt đầu mua dòng từ tuần này quý anh chị. Đó, tuần này đang bắt đầu được mua dòng nhá. Và nếu như phía Tử Doanh thì sao? Em check luôn Tử Doanh nhá. Xem Tử Doanh đang có mua dòng bất động sản không? Để biết được là đâu đang là bên bán nhóm bất động sản ra quý anh chị. Rồi đấy là mua bán của Tử Doanh trong một tuần vừa rồi nhá. Thì về cái mặt mua bán thì thứ nhất là về bên mua là em không thấy bất kỳ một cổ phiếu bất động sản nào ngoài cổ phiếu Vinhome quý anh chị nhá. Cổ phiếu Vinhome là cổ phiếu mà được nước ngoài mua dòng 100 tỷ đồng nhá. Đó. Còn đúng rồi là không còn bất kỳ một cổ phiếu bất động sản nào khác quý anh chị. Ở đây có đất xanh cũng được mua dòng này quý anh chị nhá. Đấy, đất xanh cũng được mua dòng này. Mua dòng 3 tỷ thôi, mặc dù là không nhiều nhưng có mua. À, thế có nghĩa là nếu mà tính chung quy ra Tử Doanh không bán thì bây giờ là người bán quý anh chị. Thị trường của chúng ta có mỗi nước ngoài, Tử Doanh, cá mập và cá nhân. Chắc chắn là cá mập không thoát khỏi cổ phiếu đất xanh này. Vì sao? Vì họ là những người tạo lập, họ là những người đẩy giá cổ phiếu. Thì trong một tuần vừa qua chúng ta thấy là gì? Nước ngoài và Tử Doanh đã để lại dấu chân của mình ở nhóm bất động sản. Đó. Ngoài ra thì có cổ phiếu TCH thì bị nước ngoài bị Tử Doanh bán dòng thôi. Giá trị bán dòng là đây em đang thấy là khoảng 10.000 tỷ đồng ha. Bán 10 tỷ đồng thôi, 10 tỷ đồng. Nhá, chứ không phải 10.000 tỷ mà là 10 tỷ quý chị nhá. 10 tỷ đồng. Rồi nếu mà trong một tháng vừa rồi thì sao? Quý chị thấy một tháng vừa rồi Tử Doanh mua dòng quý chị nhá. Tử Doanh mua dòng trong một tháng vừa rồi. Tập trung mua mạnh nhất là cổ phiếu PC1 thì đấy là do cái thương vụ thâu tóm quý chị nhá. Cái thương vụ thâu tóm này thực ra thì em nghĩ là cũng không mấy đâu. Nó là việc mà cổ phiếu VIX quý chị, công ty chứng khoán VIX thâu tóm doanh nghiệp PC1 nhá. Mua cổ phiếu PC1 do là có một cái vị cổ đông lớn bán ra 15 triệu cổ phiếu PC1 và VIX đã đứng ra mua lại quý chị nhá. Khoảng 15,5 triệu cổ phiếu PC1. Thì VIX đứng ra mua cái phần đó thì đã nâng cái tỷ lệ sở hữu lên rất nhiều và tính chung quy trong một tháng vừa rồi thì PC1 là cổ phiếu được mua dòng nhiều nhất nhá. Thế nhưng mà trong một tuần vừa rồi thì chưa có vì là cái thương vụ này thì đã hoàn tất từ tuần trước rồi nhá. Cái tin tức tốt thì cũng đã có và em cũng đã khuyến nghị mọi người mua PC1 tại 29.2 nhá. 28.2 chứ không phải 29.2, 28.2 quý vị nhá, mua ở 28.2 rồi. Thì hiện tại là chúng ta cũng đều đã có lợi nhuận thôi. Và nếu như quý anh chị nhìn ở trong cái tổng danh mục mua bán dòng này này thì em xem là có cổ phiếu bất động sản nào không nhá. Có cổ phiếu VIX này. Có cổ phiếu Rồi nếu mà tính chung quy trong một tháng vừa rồi thì là Tử Doanh chưa mua dòng nhà, chưa mua dòng bất động sản. Thế nhưng bắt đầu đã có cho tín hiệu mua dòng khi mà tuần vừa rồi đã mua dòng trở lại của chiều đất xanh quý chị nhá. Em vừa ấy này, đất xanh đây, đất xanh nhá, được mua dòng 3,5 tỷ đồng quý chị nhá, mua dòng 2,15 tỷ. Còn tiếp theo là về nước ngoài rồi, chúng ta đi qua nước ngoài, đi qua Tử Doanh rồi là chúng ta đã thấy dòng tiền rồi. Như cái bài báo ở đây mà em vừa chia sẻ với mọi người đây, đúng không? Nó cũng được đề cập đến rồi. Thì sau tất cả những cái thông tin này, cũng như là cái phiên giao dịch ngày hôm trước, thì em đã rút ra cho mọi người một cổ phiếu mà gọi là có thể đáng đầu tư nhất trong nhóm ba cổ phiếu đáng đầu tư nhất trong nhóm bất động sản hiện tại. Đó chính là ba cổ phiếu mà em có đề ở trên tiêu đề: Đất Xanh, Phát Đạt và TCH. Đó. Thì lúc nãy em đã cho mọi người thấy cái dấu chân của nhà tạo lập rồi. Em cho mọi người thấy những cái thông tin về mua bán. Cho mọi người thấy các cái tiềm năng của cổ phiếu và cho mọi người cái điểm mua trừ tư tuần trước. Nhá.
Thì bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích về cái mặt kỹ thuật để xem là liệu trong thời gian tới cái nhóm này nó có thể đi được lên đến đâu và đâu sẽ là cản của ba cổ phiếu này, và liệu rằng quý anh chị chúng ta còn điểm mua hay không mọi người nhá. Đó, thì bây giờ em sẽ chuyển sang cái phần Army Broker để phân tích cho mọi người một cách rõ nét hơn ha. Rồi, thì với cái đồ thị Army Broker mọi người đang nhìn thấy thì đây chính là tổng quát quý anh chị, đồ thị tổng quát của toàn bộ lĩnh vực bất động sản nhá. Đây là cái đồ thị tổng quát của toàn bộ các công ty trong nhóm bất động sản. Đó, thì hiện tại nếu mà nhìn trên cái đồ thị tổng này thì chúng ta thấy gì? Đó, cá nhân em Bull là em thấy cơ hội quý anh chị. Thứ nhất là chúng ta đã có gì? Nhóm bất động sản đã chuyển từ cái trạng thái là trạng thái non trend sang cái trạng thái là uptrend quý anh chị, có nghĩa là xu hướng tăng đấy. Nhá. Đó, chính thức là nhóm bất động sản đã chuyển từ cái trạng thái là non trend, có nghĩa là không có xu hướng, sang cái xu hướng tăng trong ngày thứ tư tuần trước quý anh chị nhá, trong ngày thứ tư tuần trước đã chuyển xu hướng. Đó, thì chính ngày thứ tư lại là ngày rút chân và là ngày em khuyến nghị mọi người mua. Đó, thì sau khi chúng ta mua xong rồi thì bây giờ cơ hội đang ở đâu? Thứ nhất quý anh chị, tuần vừa rồi nhá, mọi người nhìn đồ thị mọi người có thể thấy là tuần vừa rồi là nhìn chung nhóm ngành bất động sản có một cái cây kết nến cũng khá là đẹp, thì kết nến ngay ở hỗ trợ quý anh chị, đóng nến ngay ở hỗ trợ ngày quý anh chị nhá, và trên kỳ rú ngày. Tiếp theo nữa là gì? Đến ngày thứ tư tuần sau, có nghĩa là ngày 18 quý anh chị. Nhá, ngày 18 là ngày thứ tư tuần sau thì nhóm bất động sản này sẽ mở một cái khách sạn hút giá lên quanh về vùng giá index chung là giá 628-630. Đó, thì nếu như trong trường hợp mà thứ hai, thứ ba nhóm bất động sản có tích lũy thì chúng ta có thể là cân nhắc mua gia tăng tỷ trọng mọi người nhá, mua gia tăng tỷ trọng. Đó, tiếp theo nữa là nếu như quý anh chị có nhìn ở cái mảng đó chính là cái phần đổ tham lam ấy quý anh chị, thì hiện tại nhóm bất động sản đang ở cái vùng gọi là vùng trung tính nhá. Cái vùng trung tính này thì em đánh giá đó chính là gì? Nếu như cổ phiếu mà có bất kỳ biến động gì thì nhà đầu tư họ sẽ bất bình tĩnh, họ không có tham lam, không có FOMO mua đuổi, thì đây là một cái trạng thái rất tốt để cho thị trường kéo nhá. Ngoài ra nữa chúng ta còn có trạng thái hợp bích trên khung daily, và nếu như trong thứ hai, thứ ba mà nhóm bất động sản này có nổ thì lại càng đẹp quý anh chị nhá. Nếu thứ hai, thứ ba không nổ thì cơ hội của chúng ta sẽ đến vào thứ tư, còn thứ hai, thứ ba mà nổ thì lại là quá tuyệt vời nhá. Đó, thì lại là quá tuyệt vời quý anh chị. À, nếu mà thứ hai, thứ ba mà không nổ thì nó lại sáng thứ tư nó nổ. Còn nếu mà thứ tư không nổ thì chúng ta lại có một cái khách sạn to hơn nữa vào ngày 20 tháng 9, có nghĩa là tuần 6 nữa. Và thứ 6 quý anh chị nhá, và thứ 6. Đó, thế nên là cơ hội của nhóm bất động sản hiện tại đang rất nhiều. Và nếu như sang tuần sau, mọi người lưu ý cho em, sang tuần sau nếu cái nhóm bất động sản này mà có điều chỉnh thì quý anh chị có thể mua. Nhá, tập trung vào các cổ phiếu mạnh em có khuyến nghị. À, bao gồm ba mã cổ phiếu ở trên và các mã cổ phiếu tiếp theo. Thì bây giờ chúng ta biết là phải mua nhóm bất động sản rồi, quý anh chị biết là phải mua cổ phiếu nào rồi. Thế nhưng quý anh chị biết phải mua rồi, thế nhưng mà bây giờ chúng ta mua ở giá nào nhá? Mua ở giá nào? Quý anh chị thấy này, hiện tại là những cái nhà đầu tư đang cầm nhóm cổ phiếu bất động sản trên cái khoảng thời gian trung hạn thì họ đang rất là stress nhá. Mọi người nhìn cái chỉ báo USD Index này, đây là chỉ báo đánh giá tâm lý nhà đầu tư về cái mức độ stress, có nghĩa là nhà đầu tư có đang cảm thấy áp lực với cổ phiếu không nhá. Nhiều khi cổ phiếu tăng cũng áp lực, cổ phiếu giảm chúng ta cũng sẽ có áp lực. Đó, vậy nên mọi người lưu ý. Và riêng cái phần chỉ số tham lam thì cũng đã tạo đáy và đang ở vùng trung tính nhá. Trung tính trên cả khung daily và khung weekly em đánh giá rất ổn. Đây chính là cơ hội cho nhóm bất động sản quý anh chị. Quý anh chị nào mà chưa tham gia được cùng với em Bull trong tuần vừa rồi thì rất mong mọi người có thể theo dõi video này và có thể là cùng tham khảo với em Bull trong các cái phiên live stream, để khi nào có điểm mua em sẽ báo cho quý anh chị và mọi người sẽ là người lên tàu cùng với em nhá. Còn cá nhân em thì đã ở trên tàu chờ mọi người rồi ha. Rồi, thì bây giờ em sẽ đi vào phân tích chính về ba cái cổ phiếu mà em khuyến nghị cho ngày hôm nay để cho quý anh chị có cái nhìn chung và cái nhìn rõ nét nhất về điểm mua điểm bán nhá. Đó, tiếp theo này, đầu tiên em sẽ nói cổ phiếu mà em cho rằng nhá, cá nhân em đây là ý kiến chủ quan của em thôi, em cho rằng nó là mạnh nhất quý anh chị nhá. Đây là cổ phiếu mà theo ý kiến cá nhân chủ quan của em cho rằng nó là mạnh nhất, và quý anh chị nếu mà có được lựa chọn thì nên lựa chọn cổ phiếu này nhá. Đó chính là cổ phiếu đất xanh quý anh chị, đó chính là cổ phiếu đất xanh. Tại sao lại là cổ phiếu đất xanh quý anh chị? Đó, thì bây giờ câu hỏi tại sao em sẽ giải thích cho mọi người nhá. Thứ nhất, cái view đất xanh em đã vẽ sẵn cho mọi người đấy rồi, và nếu như nó có nhịp điều chỉnh
thì đây chính là cơ hội để cho quý anh chị tham gia nhá. Đất xanh hiện tại đang đi chung kịch bản với nhóm bất động sản khi mà đất xanh đã chuyển qua cái xu hướng tăng đó, đang ở cái kênh trên quý anh chị. Đối với em, đất xanh đang ở cái kênh trên nhá, quý anh chị không thể nào mà phủ nhận được điều này. Thứ hai nữa là gì, trong cái nhịp vừa rồi trend của đất xanh vẫn hoàn toàn ổn nhá, đánh đúng trend luôn quý anh chị. Đất xanh trong cái nhịp vừa rồi là đánh đúng trend luôn, không có bị gãy trend quý anh chị, rất là tuyệt vời ở cái điểm đó. Đó, trend không gãy, nến ngay thì sao quý anh chị, hiện tại đang trong một cái xu hướng tích lũy rất chặt nhá. Mọi người nhìn thì có thể thấy là cổ phiếu đang đi sideways đúng không, còn em nhìn thì em gọi nó là xu hướng tích lũy chặt. À, thứ ba nữa là gì, thứ ba nữa là cái tâm lý đổ xuất của nhà đầu tư thì cũng đang lên ngưỡng cao rồi, và cổ phiếu thì lại đang ở vùng giá thấp. À, mới từ cái xu hướng mới chuyển trạng thái quý anh chị, đang ở cái vùng gọi là hoảng sợ rồi nhá. Mọi người nhìn cái tâm lý PC index, chỉ số đánh giá tâm lý nhà đầu tư nhá, đang ở cái vùng gọi là vùng sợ, gần như là sợ hãi, và mới có hồi phục lên một chút nhờ vào cái cây vừa rồi. Và nếu như trong thứ hai thứ ba tuần này mà có đất xanh thì nó không tăng, nó đi ngang quý anh chị, nó đi ngang và thậm chí nó còn nhúng đỏ nhẹ một chút, thì cái tâm lý của nhà đầu tư này nó sẽ xuống đến mức tiêu cực nhá, hoặc là nó xuống đến mức tiêu cực này thì nó sẽ bật lên một cách cực kỳ tốt luôn. Đó, thì đó chính là về đất xanh. Thì bây giờ cá nhân em hôm trước đã khuyến nghị cho mọi người một cái điểm mua, đó chính là cái điểm mua giao găm tại cái vùng giá là 14.5 cho đến 14.6. À, tùy quý anh chị khớp giá nào cũng đều khớp được, vì giá thấp nhất của nó là 14.4 nhá. Đó, thì sau khi cổ phiếu có hồi phục nhẹ thì hiện tại là cá nhân em cùng các anh chị nhà đầu tư đang được lại đúng bằng cái cây này, quý anh chị mua 14.6 thì đang lại đúng bằng cây này, là chúng ta có cái mức lợi nhuận 4.8%. Quý anh chị nào mà mua được giá 14.5 thì chúng ta đang có lợi nhuận là trên 5% quý anh chị. Một cái mức lợi nhuận em đánh giá là cực kỳ tốt trong cái khoảng thời gian tuần vừa rồi. Và nếu như quý anh chị theo dõi thì suốt 2 tuần vừa rồi em chưa khuyến nghị quý anh chị mua bất kỳ một cổ phiếu nào theo cái dạng là khuyến nghị trực tiếp nhắn trên nhóm, mà trong nhóm của em đến bây giờ em mới nhắn cho mọi người. Hàng ngày em vẫn cập nhật về thị trường, vẫn trả lời các câu hỏi của mọi người nhưng không có khuyến nghị trực tiếp. Và đến ngày thứ tư vừa rồi em mới bắt đầu, thứ ba vừa rồi, chiều thứ ba quý anh chị nhá. Sáng em vẫn bảo là không mua được và kỳ vọng chiều giảm, thì đến chiều thứ ba giảm em bắt đầu cho mọi người mua. Và những cái điểm mua thì em đều còn để về những cái vùng hỗ trợ rất đẹp, để chúng ta có, cho dù có mua thì sáng ngày 11 vẫn còn điểm mua và không hề lỗ, thì đúng thật là các điểm mua đều đang rất ổn quý chị. Đó, thì đó là cổ phiếu đất xanh nhá. Điểm mua chúng ta có thể canh mua ở vùng giá là 14.5. Và nếu như sáng tuần cổ phiếu đất xanh mà nó có tết lại thì đấy sẽ là cơ hội cho mọi người nhá. Điểm mua thì em sẽ báo trực tiếp trên live stream, vì nó còn thì cái nhịp tết này quý anh chị, cái nhịp tết này thì chúng ta cần phải đánh giá thêm một yếu tố nữa, đó chính là cái volume ha. Mọi người cần đánh giá một cái yếu tố nữa, đó chính là cái volume của cổ phiếu quý anh chị. Nếu mà mọi người có xem đây, điểm add cái volume vào đây cho nhá. Đó, mọi người thấy này, cái cây nến đỏ vào ngày hôm 12 tháng 9 là một cái cây mà kiệt volume luôn. Anh em trên live stream cũng nói là đây là cây kiệt volume ha. À, tết cúng hoàn hảo luôn. Khi mà mở phiên ra nó tăng lên, sau đó nó giảm xuống thì không ai bán cả quý anh chị. Đấy, rõ ràng là một cây nến mở phiên tăng nhá. Thế nhưng thanh khoản lại thấp, có nghĩa là không ai muốn bán khi mà nó bị đạp. À, nó mở cửa lên cái thế là bị đạp xuống thì không ai bán. Thành ra là có một cái cây nến có vốn rất thấp nhá. Thì sáng hôm sau là cây nổ vốn cao. À, quá là đẹp luôn quý anh chị. Đó, thì bây giờ cái view target nhịp này của đất xanh nó về đến bao nhiêu? Thì cá nhân em nghĩ là nhịp này tối thiểu chúng ta sẽ ăn một cái nhịp về đâu đó quanh giá 17 mọi người nhá. Quanh giá 17 em vẽ sẵn ở đây rồi. Thăm mình đâu đó là khoảng đến đầu tháng 10 quý anh chị, đầu tuần đầu tiên hoặc tuần thứ hai của tháng 10 là chúng ta sẽ đạt cái thăm mình là giá 17 nhá. Thì cái lợi nhuận của chúng ta sẽ đạt được là khoảng đây em vẽ xem. 16% lợi nhuận nhá. Còn em cứ tính là 15% lợi nhuận đi. Vì có thể là hôm tới này chúng ta sẽ mua trung bình giá thêm, mua giá tăng thêm quý anh chị. Thì coi như là trong khoảng 3 tuần tới thì đây chính là cái điều có thể cho chúng ta 15% lợi nhuận. Và thậm chí nếu như thị trường có vào sóng uptrend thì em vẫn sẽ không bán nha. Nếu lên giá 17 này mà gặp các cái kháng cự, gặp các cái rung lắc thì em mới bán, còn không thì em vẫn sẽ tiếp tục cầm. Đó, mọi người lưu ý giúp em nhá. Đó, thì các cái các cái chiến lược em đã view cho mọi người nhìn rất rõ với cổ phiếu đất xanh rồi đúng không? Cổ phiếu thứ hai của chúng ta đó chính là cổ phiếu phát đẳng.
Phát Đạt cũng là một cổ phiếu rất là khỏe quý anh chị, và đã chuyển sang xu hướng tăng rồi nhá. Là tất cả những cổ phiếu quý anh chị thấy này, trước cây nổ là một cây tết cung nhá, trước cây nổ là một cây tết cung vào ngày 12 tháng 9. Cổ phiếu em chọn đều là như vậy quý anh chị. Thì Phát Đạt chúng ta đang có những cái hưởng lợi gì? Thứ nhất là cổ phiếu này đã chuyển sang xu hướng tăng trên đồ thị ngày, và cái trạng thái tích lũy vẫn đang rất chặt ở quanh cái vùng giá là 21.7 nhá. Tích lũy rất chặt ở quanh vùng giá 21.7 thì đây cũng đang là một cái cản của Phát Đạt. Nhưng nếu khi mà cổ phiếu Phát Đạt có vượt qua được cái cản này rồi thì đấy sẽ là một cái trạng thái rất tốt. Thì cái cản này nó lại rất dễ vượt quý anh chị, vì mọi người nhìn này, sang tuần 6 bắt đầu cái cản của chúng ta đi xuống và nó biến thành một cái hỗ trợ. Đó. Cái hay của cổ phiếu Phát Đạt này nó lại là như thế. Khi sang tuần 6 chúng ta sẽ kết thúc cái cản trở này và nó chuyển cho chúng ta thành một cái dạng đó chính là hỗ trợ. Và cái tâm lý của Phát Đạt nó cũng đã về mức trung tính, và nếu nó chỉ cần tích lũy khoảng 2 phiên nữa thôi thì cổ phiếu này nó cũng sẽ lại đi tiềm cận ở những cái vùng sở hại. Thì đây là cái cơ hội mua rất lớn cho quý anh chị, để chúng ta có thể mua giá tăng thêm hàng, thậm chí là quý anh chị có mua mới cũng được. Đó. Nó hay ở cái điểm ý quý anh chị, chúng ta đang có một cái cản rất cứng ở phía trên, nhưng tham minh của em bún ra quý vị mọi người rất chuẩn, và sắp tới là cổ phiếu cái kháng cự đấy nó sẽ chuyển thành một cái hỗ trợ. Thì y như rằng là chúng ta tạo được một cái nền rất tốt của Phát Đạt này. Và cái nền này Phát Đạt nó đã xây được 3 tuần rồi mọi người nhá. Cái nền này Phát Đạt đã xây được 3 tuần, và nếu như nó có bứt phá thì đây là một cổ phiếu cũng rất là tiềm năng. Đó, tiềm năng cũng không khác gì cổ phiếu đất xanh đâu mọi người. Nhá. Đó, kỳ vọng là quý chị nếu mà cũng chọn đất xanh rồi thì ít nhất là chúng ta hãy cùng chọn Phát Đạt theo cái khuyến nghị của em Bun nhá. Đó. Ở trên khung tuần thì sáng tuần 6 em vẫn thấy ổn nhá. Khi mà chúng ta vẫn đang có hỗ trợ mây, cũng như là chúng ta cái cổ phiếu của chúng ta nó cũng đã tiềm cận cái vùng kháng cự rồi. Đó, và nếu như trong tuần sau thị trường đối với riêng cổ phiếu Phát Đạt này nhá, sáng tuần sau mà Phát Đạt nó có vượt được giá 22.5 quý anh chị, sáng tuần sau mà Phát Đạt nó vượt được giá 22.5 thì đây là một cổ phiếu mà em khẳng định với mọi người luôn. Đó, nó sẽ lên được cái vùng giá, có thể là vùng giá 28, thậm chí là có thể lên quanh giá, quanh giá trước tiên nhé, trước tiên thì lên quanh giá 27, sau đó thì có thể là có một cái target 28 nhá. Chứ nó không chỉ dừng lại ở 23.5 đâu quý anh chị nhá. Em nghĩ là nó không dừng lại ở 23.5 không thôi đâu, mà nó lên phải hẳn 26 luôn. Đó, thì lợi nhuận của chúng ta đây em xem này, nếu quý anh chị mua theo điểm mua của em ở giá 20.6 quý anh chị, thì cho lên giá 26 đi, thì chúng ta sẽ có một cái mức lợi nhuận đâu đó là khoảng 25%. Đó, đấy là trong trung hạn nhá. Trong trung hạn có nghĩa là trong đâu đó là khoảng từ này cho đến tuần thứ hai của tháng 10, cũng bằng cổ phiếu đất xanh quý anh chị nhá, cũng view tầm khoảng từ này cho đến 2 tuần nữa nhá. Trước mắt thì nó đang có một cái cản ở giá 23.5. Đó, thì trong cái trường hợp xấu nhất chúng ta cũng có những cái lợi nhuận đâu đó là rơi vào khoảng để em xem nào. Quý anh chị nhá. Đấy là trong trường hợp mà nó không khả dĩ nhất thì nó vẫn có lợi nhuận khoảng 13% cho chúng ta. Có nghĩa là nó lên cái kháng cự ngày quanh giá 23.5, 23.6 cho đến giá 24. Mọi người nhá. Đây cũng là một cái vùng mà cảm trở khá là cứng của Phát Đạt. Đó, thế nên là lên đấy trước mắt nó có thể có rung lắc. Nhưng ở trong cái nhịp này thì em đang view cho mọi người ngắn trước ạ. Vì chúng ta cần một cái nhìn từ này cho đến khoảng tuần đầu tiên của tháng 10. Nhá. Thì đấy chính là cơ hội. Quý chỉ mà không đất xanh thì đấy Phát Đạt. Đất xanh thì khoảng 15-16%, Phát Đạt thì cũng không thua kém, cũng sẽ khoảng 15-16% nhá. Nên quý anh chị có thể chú ý cho em hai cổ phiếu này. Và cổ phiếu cuối cùng mà em khuyến nghị nữa, đó chính là cổ phiếu TCH quý anh chị nhá. Đó, TCH, tại sao lại là TCH? Đó thì mọi người có thể nghe cái phân tích này của em nhá. Thứ nhất, mọi người nếu mà mọi người bắt đầu nhìn đi thì chúng ta cứ nhìn các cổ phiếu giống như các cổ phiếu khác trước thì em sẽ đi phân tích về xu hướng. Đó, thì chúng riêng cổ phiếu TCH này mọi người mà nhìn cùng daily thì đây đang là một cái xu hướng tích lũy quý anh chị nhá. Đây là xu hướng tích lũy. Cổ phiếu TCH thì đang nằm trong xu hướng tích lũy trên khung đồ thị ngày. Thế nhưng tại sao em lại đi chọn một cổ phiếu đang trong một cái xu hướng tích lũy cùng với nhóm các cổ phiếu đang trong xu hướng tăng? Mọi người nhìn có đất xanh này. Đất xanh cũng đang trong xu hướng tăng. Xu hướng tăng trong khung daily nhá, em không nói xu hướng tăng trong dài hạn. Đất xanh đang trong xu hướng tăng trong khung ngắn hạn. Phát Đạt cũng xu hướng tăng trong khung ngắn hạn. Thế nhưng mà cổ phiếu TCH lại đang tích lũy trong khung ngắn hạn. Và theo như tham minh dự kiến thì có thể đâu đó là khoảng cuối tháng 9. Cuối tháng 9 thì TCH mới chuyển sang cái xu hướng tăng trong ngắn hạn.
quý anh chị đã đến cuối tháng 9. Thế nhưng mà xem lại chọn nó vào các cái cổ phiếu siêu cổ của nhóm bất động sản. Đó, cái này thì lại là có thêm một cái yếu tố nữa ủng hộ quý anh chị. Mọi người mà nhìn còn đất xanh thì nó đang chỉ có xu hướng tăng trong khung ngắn hạn. Thế nhưng cái khung dài hạn và khung trung hạn là khung tuần và khung tháng của nó đều đang là xu hướng downtrend, downtrend mạnh quý anh chị nha. Đó, đều đang là xu hướng downtrend. Thế nhưng con TCH này thì lại ngược lại. Nó là xu hướng tích lũy ở trên khung ngày, nhưng khung tháng và khung tuần của nó thì lại đang là xu hướng tăng tốt quý anh chị. À, khung tháng thì đang tích lũy, còn khung tuần thì đang là xu hướng tăng nhé. Đó, khung tháng đang tích lũy, còn khung tuần là xu hướng tăng. Thì đây cũng là một cái trạng thái mình đánh giá rất tốt. Và tuần sau quý anh chị, đó, đa lượng phân tích khung dài rồi thì em phân tích luôn về cái kỳ vọng trong khung dài đi. Đó, sau em sẽ phân tích ngược lại từ khung tháng về khung ngày nha quý anh chị. Lúc nãy làm phân tích cho mọi người là từ khung ngày về đến khung tháng rồi, nhưng cổ phiếu TCH này chúng ta phải nhìn từ khung tháng về ngược lại khung ngày. Nó mới ra cái nó mới nhìn ra được cái cơ hội của cổ phiếu quý anh chị. Đó, nó lại hay ở cái điểm đấy. Thì bây giờ nhá, đối với cổ phiếu TCH thì chúng ta nhìn ở khung tháng trước là cái khung bên tay phải góc dưới đây, em đang gì con chuột đây. Mọi người thấy đó chính là chúng ta có, nó đang về đến cái hỗ trợ quý anh chị. Hôm vừa rồi là nó về đến cái hỗ trợ chỉ khung ngày, gần về đến thôi, chứ thực ra là chưa về đến quý anh chị, gần về đến nhá, gần về đến cái hỗ trợ trên khung tháng, xin lỗi, gần về đến hỗ trợ trên khung tháng, đó chính là vùng giá là 16.5. Đây là một cái vùng hỗ trợ rất mạnh quý anh chị. Quý anh chị nhìn trong cái đợt trước, trong cái tuần trước này, khi nó về đến quanh cái vùng giá 16.5, nó đã có một cái nến rút chân rất dài nha, có một cái nến rút chân rất dài, sau đó thì lại là một cái nến, có thể là tháng này sẽ là một cái nến doji, nhưng mà chúng ta chưa kết tháng, chúng ta chưa nói được. Nhưng với cái xu hướng tích lũy và hai kiếm vẫn đang hướng lên, chưa hề mở khách sạn quý vị nhá. Khung tháng của chúng ta vẫn chưa hề mở khách sạn, và đâu đó phải đến năm sau nhá. Sang năm sau thì em mới thấy đâu đó là cái khách sạn của TCH này nó ló ra. Còn hiện tại khung tháng của chúng ta vẫn rất là ổn. Quý vị vẫn rất là ổn nhá. Chưa có gì phải lo lắng trên khung tháng cả. Đó. Đó thì khung tháng ổn nhá, khách sạn chưa hề có. Tiếp theo nữa là khung tuần. Khung tuần chúng ta ở đây có gì? Sang tuần sau chúng ta mở khách sạn hút ra lên quý anh chị nhá. TCH sáng tuần sau quý anh chị sẽ có một cái khách sạn hút ra lên, quay về vùng giá là 18.7 quý anh chị, quay về vùng giá 18.7, đó chính là cái vùng kháng cự của TCH. Đó thì tuần sau sẽ mở khách sạn rồi, và như tuần trước thì quý anh chị nhớ đúng không, khách hàng của em vẫn khuyến nghị mọi người một TCH bình thường nhá. Hôm thứ ba nó về đến 17.45 em cũng báo mọi người mua. Hôm thứ tư nó về đến 17.1 em báo trực tiếp trên live stream luôn, nhắn khách hàng bảo mua luôn. Đó, em thấy TCH vẫn rất là ổn quý anh chị nhá. 17.1 là giá quá đẹp để mua rồi. Ở trên live stream em cũng nhắc rất là nhiều lần mua TCH giá 17 nhá. Đó thì cuối tuần TCH cũng có một cái cây nến rút chân. Đó thì bây giờ chúng ta sáng khung ngày nhá. Khung tuần có khách sạn, khung tháng thì lại đang trong xuống, đang trong trạng thái tích lũy và đang trong xu hướng tích lũy và trạng thái tăng quý anh chị nhá. Khung tháng thì đang trong xu hướng tích lũy và trạng thái tăng. Khung tuần thì đang có xu hướng là mở khách, xu hướng tăng và trạng thái là mở khách sạn. Đó. Thì khung ngày thì sao? Khung ngày thì cổ phiếu chúng ta nhìn này, cũng có một cái test vol vào ngày 12 tháng 9 nhá. Với lực bán rất yếu quý anh chị, lực bán rất yếu, và quanh cái vùng này lực bán của TCH nó đang rất thấp nhá. Tâm lý của nhà đầu tư cầm cổ phiếu thì lại đang ở cái mức là tiêu cực, đang là mức sợ hãi quý anh chị nhá. Đa phần các nhà đầu tư mà đang cầm TCH trong khoảng 1 tháng vừa rồi quý anh chị đang rất là sợ hãi, kiểu không muốn nắm cổ phiếu này nữa quý anh chị. Nó kết hợp với đó là cái tâm lý stress của nhà đầu tư đang gần tiệm cận cái mức là stress cao. Nó gần đến cái mức là cảm giác stress quá vì cổ phiếu này rồi. Còn hiện tại thì vẫn đang hơi ổn định một chút, nhưng nếu như con TCH này sáng tuần 6 thứ hai thứ ba mà nó có đi tích lũy thêm khoảng 2 phiên nữa thôi, thì khi đó là cái trạng thái sợ hãi này nó tiếp tục đi ngang, và cái tâm lý stress này nó lên vượt giá nằm, thì đây là đáy rồi. Thì em gọi là đây là đáy rồi nhá. Đáy của TCH. Đáy này là đáy hài quý chị nhá. Đáy này là đáy hài đấy, rất đẹp luôn quý chị. Đó. À, đúng kỹ thuật không? Đáy này là đáy hài quý chị nhá. Thì với TCH thì như các cái thông tin đó. Thứ nhất là tâm lý nhà đầu tư thì đang sợ hãi với cổ phiếu, thì quý chị thấy này. Những cái lúc mà cổ phiếu tạo đáy là những cái lúc mà tâm lý nó về sợ hãi hoặc là gần sợ hãi nhá. Đó, gần sợ hãi là thường nó sẽ tạo đáy và nó đi lên. Ví dụ đây,
mặc dù là sóng tăng nhưng mà sợ hãi nó chỉ cần rút nhẹ một cái về về ngược lại một lần nữa là nó lên nhá, thì đây nó còn rút sâu xuống hơn quý anh chị, về hẳn 18 luôn, về hẳn 18 luôn cho nó uy tín quý anh chị. Đó thì cái cây ngày thứ 12 tháng 9 mua cũng được, thứ năm mua cũng được, mà cây ngày thứ ba thứ tư là hai cái cây chính mà em khuyến nghị nhà đầu tư thì nó lại quá đẹp nhá. Đó thì mọi người có thể chú ý còn TCH này. Đó, nhiều quý anh chị ngoài kia vẫn bảo là TCH nó hơi yếu một chút, nhưng mọi người cứ thử cầm đến thứ tư tuần tới này xem TCH nó có tăng hay không nhá. Khi mà khách sạn trên cả cùng ngày lẫn khách sạn trên cùng tuần mở ra, nếu như còn TCH này nó tích lũy trong thứ hai và thứ ba, và nhìn chung nhóm bất động sản ở Mỹ là thứ hai và thứ ba nó sẽ tích lũy, thì đây là cơ hội rất lớn cho nhà đầu tư, và em mong mọi người là không nên bỏ lỡ cái cơ hội này nhá. Thì ba cổ phiếu vừa rồi em phân tích kỹ rồi, TCH thì giá cứ 17, có giá 17 quý chỉ mốc thì em không cần phải lo lắng nhiều, nếu không có thì giá 17.45 cũng là một cái giá hợp lý nhá. 17.45 cũng là một cái giá hợp lý, cân nhắc tham gia giúp em. Và cái target của TCH nó nằm ở đâu? Cái target của TCH thì cá nhân em đánh giá là nó có thể quay trở lại tối thiểu là vùng giá 18.7. Nó có hơi yếu hơn các cái con kia một chút, hơi yếu hơn đất xanh và phát đạt một chút, nhưng với cái kỳ vọng của em nhá, khi mà nó về được giá khoảng đầu đó là khoảng 18.7 rồi quý anh chị, thì cái xu hướng tăng của nó vẫn còn có thể tiếp tục, đó là lợi nhuận quý anh chị, mặc dù là 18.7 thôi nhưng mà lợi nhuận cũng được 8% quý anh chị nhá. Đấy là mua ở cái điểm là 17.45 đấy, chứ không phải mua cái điểm thứ tư em khuyến nghị là 17.1 đâu. Đó là mua cái điểm em vừa khuyến nghị thôi, là điểm 17.45 là cũng đã có 8% lợi nhuận rồi. Và nếu như nó còn quay lại được đỉnh cũ nữa 20-21 thì cái lợi nhuận của chúng ta nó còn lên đến 20% cơ. Đó, thế nên là quý anh chị có thể thấy là cái kỳ vọng của nhóm bất động sản trong dịp này nó rất tốt. Đó, thế nên là đừng bỏ lỡ nhá, đừng bỏ lỡ nhóm bất động sản. Đó, thì đây là cái những cái lưu ý của em, cũng muốn là làm sao tâm huyết nhất cho quý anh chị nhà đầu tư để giúp cho mọi người có được những cái cổ phiếu tốt nhất và tránh mua phải những cổ phiếu ví dụ mọi người thấy Novaland thực ra bắt đáy vẫn được nhá. Đây em kể qua thôi, thực ra con Novaland này bắt đáy vẫn được nhưng mà ăn không nhiều. Mọi người cứ nhìn con Phát Đạt và con Đất Xanh xong, mọi người mua Novaland xong mọi người nhìn con Phát Đạt, nhìn Đất Xanh mọi người thèm. Đến lúc mọi người bán Novaland thì để vào hai con này thì lúc ý nó chỉnh rồi thì không còn cơ hội nhá. Thì đây gần như là sẽ là cái cơ hội then chốt để quý chị tham gia. Vậy nên là đừng bỏ lỡ. Hả? Ngoài ra thì quý anh chị cũng nên nhớ là tuần sau quý anh chị. Tuần sau là cái ngày 19 nhá. Tuần sau là cái ngày 19, đó chính là ngày thứ 6 của chúng ta, thứ 5, ngày thứ 5 của chúng ta sẽ là cái cuộc họp của Fed quý anh chị nhá. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ họp và cái khả năng hạ lãi suất nó rất cao quý anh chị nhá. Gần như là chắc chắn sẽ hạ lãi suất, và cái thắc mắc duy nhất bây giờ chỉ còn là hạ 0.25 hay là hạ 0.5 thôi. Đó thì cá nhân em muốn thì đáng suy nghĩ là hạ 0.25 quý anh chị, là để đi đúng cái mục tiêu của các nhà đầu tư. Thì em sẽ có một cái phiên live stream vào buổi tối ngày hôm nay nhá. Buổi tối ngày hôm nay khoảng lúc 8:30 thì em sẽ cùng mọi người bàn luận về cái vấn đề là Fed hạ lãi suất thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thị trường cổ phiếu, thị trường bất động sản cũng như là thị trường vàng. Vậy nên là nếu mà 8:30 quý anh chị mà có rảnh thì rất mong là mọi người sẽ tham gia live stream cùng với em Bun nhá. Đó thì đây cũng là một cái cơ hội cho nhóm bất động sản thôi. Quý anh chị nên nhớ là hạ lãi suất thì là một cái tích cực nhất cho nhóm bất động sản rồi nhá. Đó thì lưu ý giúp em. Rồi thì cũng rất cảm ơn quý anh chị đã theo dõi đến hết video. Rất mong là quý anh chị nếu mà có bất kỳ câu hỏi nào hay còn thắc mắc về các cái cổ phiếu nhá thì cứ nhắn cho em qua số điện thoại em có để trên màn hình là 0888381802, hoặc là liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại luôn, hoặc là mọi người có thể là chủ động nhá, quyết mã Zalo ở trên đây, tham gia Zoom Zalo cộng đồng, sau đó thì sẽ được em add vào nhóm mọi người nhá, sẽ được em add vào nhóm để chúng ta có thể là cùng nhau đầu tư trong nhịp tới quý anh chị nhá, đừng nên bỏ lỡ, em nghĩ là nhịp này là cũng khá là ổn rồi đấy. Đó, nếu mà quý anh chị mà chưa có tài khoản tại công ty chứng khoán SSI thì có thể mở một cái tài khoản với cái ID của em Bull là I610025 để nhận được tư vấn cũng như là tham gia sử dụng app chứng khoán ITB, một cái app mà khuyến nghị ba chữ cái cho nhà đầu tư nhá. Mọi người chỉ cần có app thôi, cái việc còn lại là app, và với một cái đội ngũ trader hùng hậu đằng sau sẽ hỗ trợ cho mọi người cái việc giao dịch nhá. Rồi, rất cảm ơn tất cả quý anh chị và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo của em Bull ha. Chúc mọi người sẽ có một cuối tuần vui vẻ và ấm áp bên gia đình. Đó, đừng quên tối nay lúc 8:30 em sẽ có một cái phiên live stream để có thể là phân tích về cái việc là tuần tới Fed sẽ hạ lãi suất và nó ảnh hưởng như thế nào đến các nhà đầu tư mọi người nhá.
Rồi, cảm ơn quý chị. Và nếu như quý chị có yêu thích thì ủng hộ cho em Bún một lượt like cũng như là một lượt chia sẻ mọi người nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Bye bye.